Quỷ dị chi vương bị tiêu diệt hoàn toàn, cho phép bình minh ló dạng sau hơn 50 năm bị mây đen che khuất. Cùng với những tia nắng mặt trời, thiên đạo của thế giới này từ từ xuất hiện như một nữ thần, quay qua múa lại lấp lánh xinh đẹp rồi đưa tay với thẳng tới Lâm Phàm. Cái bà nữ thần này nhá, lúc cần thì chẳng thấy đâu, 50 năm qua bà ăn ngủ nghỉ ở chỗ nào mà không chịu giải cứu loài người thế hả? Hay là bà thiên vị trai đẹp, mới gặp nhau chưa nói câu nào đã nhảy vào ôm cổ trai rồi. Người điên cũng phải giật mình. Lão Trương vừa mới tan biến đang khóc muốn chết, ôm ấp cái gì? mà hình như bà thần này cũng không phải ôm chơi cho vui đâu bà còn tới để tặng cho lâm phàm một món quà thường thì kết thúc phó bản hệ thống mới phát phần thưởng nay cập nhật thêm cả tính năng phát thưởng tại chỗ làm cả con hệ thống cũng phải hú hồn giữa chán lâm phàm đột ngột xuất hiện một thần ấn giống hệt như thần ấn trên đầu của thiên đạo thần ấn đó mỗi lúc một rõ hơn nhìn lâm phàm ngơ ngác vậy chắc là cũng không hiểu bịa gì đâu chỉ biết tự nhiên có người ôm mình thôi không biết được là thiên đạo của thế giới này đang ban cho hắn một đạo hóa thân Thiên đạo hóa thân có sức mạnh của thế giới, có thể thay chủ nhân gánh chịu một lần thiên kiếp hoặc thần phạt, nói nôm na là gánh được một cái mạng. Ký chủ chúng lớn rồi, còn hệ thống nó mừng mà nó giật pháo nổ bôn lành, đúng là trong cái hên còn có cái may. Sau khi thần ấn thành hình ở giữa chán lâm phàm, nữ thần đang ôm lấy hắn cũng từ từ tan biến, rồi hóa thành dòng sức mạnh chảy thẳng vào trong thần ấn. Một lát sau nó lại bắt đầu mờ đi, rồi ẩn xuống dưới da thịt của lâm phàm như chưa hề có cuộc gặp gỡ mọi chuyện xảy ra không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm đến mức mà người ta không thể nhận ra chỉ có lâm phàm đang làm sát boy nên chẳng để ý cái gì hết nãy giờ cứ đứng bần thần khóc mãi còn hệ thống giải thích rơi mồm cũng không chịu nín đã bảo là lão trương không chết chỉ là đi về nhà trước thôi mà khóc cái gì mà khóc dữ vậy nhiệm vụ hoàn thành rồi ký chủ cũng sẽ sớm được về nhà thôi tính ra làm hệ thống cho người điên cũng không vui vẻ gì bình thường nghe lời lắm cứ bảo là làm trộm vía là ít khi bình thường về phần gà mái thì nó chẳng quan tâm lão trương đã biến mất cũng chẳng nhìn thấy một con hệ thống nào càng không quan tâm lâm phàm đau khổ ra sao nó chỉ quan tâm đống bụi đen đang bay lơ lửng trước mắt nhìn thấy xấu xấu bẩn bẩn thế thôi chứ hít vào là phê tới tận nóc thơm ngon nước mũi hội người điên hay kể cả con hệ thống cũng đều không quan tâm an nguy của thế giới này căn bản thì bọn họ không sống ở đây không sinh ra và lớn lên hay gắn bó gì với nơi này đơn giản chỉ là đang đi làm nhiệm vụ để kiếm lấy phần thưởng chỉ những người dân nơi đây giống như hứa linh mới có thể cảm nhận được tính trọng đại của việc tiêu diệt hoàn toàn quỷ dị chi vương dù đã chứng kiến cả quá trình dòng dã mấy tiếng đồng hồ, nhưng Hứa Linh vẫn không tin nổi rằng Quỷ Dị Chi Vương, nguồn gốc của Quỷ Dị đã bị Lâm Phàm tiêu diệt. Anh ta chố mắt ngơ ngác một hồi lâu, rồi bỗng chốc vì vui mừng mà rơi lệ. Ánh sáng chiếu tới mọi ngõ ngách trên toàn thế giới, chấm dứt những ngày mây đen bao phủ kín bầu trời, toàn thể nhân loại đã được đón bình minh theo đúng nghĩa đen. Người nào người đấy cảm động rớt nước mắt, họ hạnh phúc theo nhiều kiểu khác nhau, có người sẽ xúc động bồi hồi giống như bà mẹ đang dắt theo đứa con gái nhỏ, có người sẽ phấn khích mà rú lên như những cô nữ sinh trong tiệm tạp hóa này, cũng sẽ có người vừa vui mừng vừa đau lòng vì những thứ đã phải đánh đổi. Sau trận chiến này, họ có được bình minh nhưng cũng mất đi lão trương, một âm linh vô cùng quan trọng đưa họ tới một tương lai sáng lạ. Anh trai ôm lấy vai người bạn gái kéo cô sát vào trong lòng rồi nói rằng, chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ lão trương để an ủi cô ấy. Còn rất nhiều những người nữa trên toàn thế giới này thể hiện niềm hạnh phúc của họ theo những cách khác nhau, nhưng điểm chung là tất cả đều rơi lệ. Xem live stream mà ướt hết cả điện thoại vì khóc to quá không nín được. Vừa khóc vì hạnh phúc, vừa khóc thương cho bạn Trương, khóc hoài khóc mãi khóc hết cơn rồi mới bình tĩnh được lại, tiến tới cửa sổ kéo rèm để cho những tia nắng đầu tiên sau 50 năm chiếu rọi vào mình. Cô gái này đã du rú trong nhà quá lâu vì quá sợ hãi thế giới ngoài kia, tiêu cực đến mức khóc hát cả mặt mày. Nhưng giờ cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc mà sống tiếp một cuộc sống mới rồi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới đội diệt linh người quỷ một lời cảm ơn chân thành nhất vì tất cả mọi thứ đã diễn ra vì sự hy sinh để đưa tất cả nhân loại tới một cuộc sống mới hạnh phúc hơn nhân dịp đang cảm ơn thì cũng gửi tặng luôn bó hoa tươi thắm nhất xến xuống nhất bờ linh bờ linh nhất cho những vị anh hùng tuyệt vời nhất của nhân loại thiên đạo của thế giới này đã hoàn toàn thức tỉnh quỷ dị đã hoàn toàn tiêu tan lâm phàm nhận hoa xong rồi chắc là cũng không cần ở đây nữa bởi lẽ con hệ thống đã thống kê và xác nhận hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trở thành hy vọng của nhân loại trong thời đại quỷ dị phá vỡ bóng đen tử vong bao trùm vùng đất này nghênh đón bình minh thuộc về nhân loại bà nội cha nhiệm vụ gì mà tên dài vậy nói chung là lâm phàm đã giải cứu thành công cái thế giới này khỏi tay bọn quỷ dị hắn xứng đáng nhận được nhiều hơn một bó hoa tươi thắm và nhiều hơn một phần thưởng từ hệ thống cụ thể là hai Phần thưởng đầu tiên là lời nguyền của quỷ dị chi chủ, từ án niệm lúc ra đi của quỷ vương tại dị vực này, khi Lâm Phàm chịu lời nguyền sinh ra cảm xúc tiêu cực, sẽ tự động mở ra quỷ dị lĩnh vực, sẽ tiến hành hấp thu sức mạnh của vạn vật chúng sinh trong khu vực mà không phân biệt, sau đó sẽ tiến vào trạng thái hắc hóa cuồng bạo. Phần thưởng thứ hai là lời chúc phúc của nhân loại thời kỳ mà thế, lời chúc phúc đến từ tận đáy lòng của tất cả người dân ở dị vực này. Khi hắn được chúc phúc và có ý muốn bảo vệ sẽ mở ra chúc phúc lĩnh vực, Lĩnh vực này sẽ tự động phân chia địch ta dựa theo tiềm thức của Lâm Phàm, trong 180 giây, mọi người sự vật sự việc cùng phe sẽ được miễn nhiễm sát thương. Trời ơi lỗi game thế, chơi này ai chơi lại nữa? Nhận quà rồi đi về thôi, ở lại đây là mẹ gì, đứng ôm hoa tí cho người ta chụp ảnh rồi đếm ngược 32 một về thẳng quê luôn. Lâm Phạm đã rời khỏi người Lâm Phàm, khiến Lâm Phàm xỉu cái đùng rơi hoa tùm lung, cả gà cả người cứ thế lao đầu xuống đất trước ánh nhìn ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của quần chúng xung quanh thích xỉu là xỉu vậy đó đang phát trực tiếp mà làm cái gì khó coi vậy trời mấy ông mấy bà xung quanh sồn sồn chạy lại cấp cứu vội chết thì không chết được đâu nhưng mà trí nhớ lại chẳng có nữa sau khi lâm phàm của thế giới này được đưa tới bệnh viện cấp cứu và phục hồi trở lại thì anh ta không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của quan chỉ huy thật sự là không còn nhớ gì hết còn không biết là thế giới đã được giải cứu rồi luôn mà lâm phàm ngơ ngác chỉ vào mặt mình tôi là người đã cứu thế giới sao tại sao tôi lại không nhớ gì cả còn dị năng lửa là cái quần quay gì giơ cả hai nách lên rồi có thấy dùng được đâu tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu chính lâm phàm cũng vậy xui rủi thế nào nhập viện rồi mà vẫn còn bị lôi lên phát trực tiếp mấy ba mấy má nhảy vô cào phím suy diễn vẽ kịch bản quá trời quá đất người xem nói lâm phàm đã tự xóa đi ký ức của mình vì quá đau lòng sau khi tiêu diệt quỷ dị lão trương cũng vì thế mà chết nên phàm thần đã quyết định bị kín tất cả mọi thứ liên quan đến chuyện đó bao gồm cả ký ức cả năng lực và bao gồm tất cả quá trình diệt linh cùng lão trương trải qua nghe hợp lý nhưng mà cũng vô lý thế nào ấy được cái má nào má nấy tin sái cổ bọn họ cảm động rơi nước mắt vì tình nghĩa huynh đệ sâu đậm giữa lâm phàm và lão trương thì nhau nhảy vào chúc phúc mong bọn họ sống ngày gặp lại bọn họ xây lên một bức tượng của lâm phàm lão trương và cả gà mái trình hình giữa một công viên lớn để tưởng nhớ đội diệt linh người quỷ thế mà lại không tạc tượng hứa linh tồi quá làm cameraman cũng có sung sướng gì đâu mà cống hiến hết mình đến lúc người ta không xây tượng hết hồn hứa linh không thèm đến ngắm tượng luôn ở đây chỉ có một mình lâm phàm của thế giới này là cứ đứng ngắm nhìn nó mãi ngửa cổ tự nhìn lên khuôn mặt của bản thân được điêu khắc bằng thạch cao rõ từng nét mà lâm phàm không tin nổi đó là mình dù là ngoại hình giống nhau như hai giọt nước nhưng thần sắc hoàn toàn khác nhau muốn đứng ngắm nhìn rồi đi bảy bước là một bài thơ mà chưa kịp nhấc nổi bước nào đã bị mấy con quỷ nhỏ réo tên um cả lên rồi quay đầu lại nhìn thì chúng nó đã sổ tới trước mặt đứa nào đứa đấy cười híp con mắt không thấy mặt trời đâu nữa đứa cầm bóng bay hình lâm phàm đứa mang theo bản vẽ của lâm phàm đòi xin chữ ký cho bằng được miệng thì liên tục rú lên phàm thần phàm thần khổ thân các bé, không biết phàm thần là thần kinh và người điên đó cũng đã trở về nhà rồi. Đột nhiên chạy qua một khung cảnh lạ, một giọng nói lạ, cùng những con người tưởng lạ nhưng lại quen, là lão Trương nhưng ở một kiếp khác, một hình dạng khác cũng đang trò chuyện với một người khác chứ không phải là Lâm Phàm. Người kia hỏi lão Trương, ngài đã đồng ý với họ rồi à? Lão Trương nhắm mắt gật đầu, đáp lại mặc cổ bằng một tiếng ư, mặc cổ trong mày buồn bã, khuyên lão Trương đừng làm như vậy, nhưng mà môi hở thì răng lạnh, không thể không làm cái gì mà môi hở đang lạnh mít chẳng hiểu gì hết chỉ nghe mặc cổ nói rằng một khi ngài đã mở rộng phạm vi kết giới phòng ngự tuyệt đối ra toàn bộ địa cầu thì thần lực của ngài sẽ tiêu hao theo cấp số nhân cho dù là thần long cũng không thể duy trì được mãi lão trương bình thản đáp lại giải thích với mặc cổ rằng cường già ngoài vũ trụ đang kéo quân tới gần sát trái đất cần kết giới phòng ngự này mặc cổ biết chứ bởi vì đám cường già bên ngoài vũ trụ cho nên các chư thần mới tới xin lão trương ra tay bởi vì trong số bọn họ phòng ngự của lão trương là mạnh nhất biết thế rồi sao mà cứ cãi hoài lão Trương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt cổ tính chất vấn lại thằng bé mà nó cãi chem chèm chem chèm, chèm thầy mới nói không phải năm mà trò nó cãi được 10. Mà cổ lo lắng, một khi Lão Trương đã ra tay, nhiều nhất là ngàn năm thần lực sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nói không chừng Lão Trương sẽ là vị thần phải nghèo đầu tiên trong trận chiến này, suy cho cùng cũng là đang lo lắng cho thầy. Thôi thì để bạn Trương giải thích thêm vậy, không phải tăng động như bây giờ, bạn Trương ngày ấy nhẹ nhàng từ tốn đĩnh đạc lắm giả sử những nơi khác trên trái đất đều đã bị cường giả ngoài vũ trụ chiếm cứ cướp bóc nơi ta bảo hộ địa giới long quốc có thể một mình an ổn được bao lâu đây ý muốn nói mặc cổ phải vì lợi ích chung mà chấp nhận hy sinh mặc cổ đủ thông minh để hiểu nhưng nó không muốn chấp nhận nó cho mày buồn bã rồi cúi gầm mặt xuống khó khăn nói ba chữ con biết rồi xong nó lại gân cổ lên gãy thầy chen chèm tiếp huỵch tuật ra luôn chín trận chín bại ngoại tinh tộc đến đây với khí thế hung hãn chư thần trái đất đánh không lại ngài vẫn chưa nhìn rõ tình thế à năm tinh liên hợp kéo đến cường giả ngoài vũ trụ tụ tập tình thế cực kỳ nguy hiểm chư thần đều biết vậy thì cỡ gì còn phải ngoan cố chống cự cứ giao tài nguyên trái đất cho chúng không phải được rồi sao cái tư tưởng này mà dám thở ra ở việt nam thì có màn và lật mặt bạn trương hiền quá để con dao long bé tí trèo lên đầu lên cổ mà chỉ trao mày khó chịu một chút Lão Trừng cặm cụi vết bùa bảo hộ, rồi nói thẳng với Mặc Cổ rằng: "Bởi vì ta là thần được sinh ra trên trái đất, sinh ra là để bảo vệ hành tinh này, ta có trách nhiệm phải bảo vệ tinh linh đất đai tài nguyên ở đây, một ý niệm còn ý chí bất diệt thần này có mất trách nhiệm mới tận nói chung là còn nước còn tát chết trên chiến trường là vinh quang bạn chưa muốn một mực bảo vệ thế giới này dù có là hơi thở cuối cùng đi chăng nữa bởi vì chỉ có như vậy mới không phụ lòng những người đã gọi bọn họ là thần mặc cổ nghe xong sốc há mồm không trách nó mời gọi chưa đủ hấp dẫn chỉ trách bạn trương quá cứng rắn vững vàng một ý chí mạnh mẽ không thể lay chuyển toàn bộ những khung cảnh vừa rồi và cả cuộc trò chuyện vừa nãy đều chỉ là một giấc mơ một mảnh ký ức thoáng qua trong đầu của bạn trương sau khi mà lão trương trở về với thế giới thực Hệ thống thông báo, bạn Trương hoàn thành dung nhập một mảnh vỡ tinh thần xong là nó ăn mừng rối rít, nhảy nhót chúc mừng papa các kiểu con đà điểu. Khi mảnh nguyên thần được xác nhập về cơ thể của bạn Trương, nó khiến cho thần ấn trên đầu lão Trương sáng lên, cũng giống như Lâm Phàm, thần ấn đó dần dần mờ đi hòa vào trong da thịt rồi biến mất. Sau đó thì bạn Trương tỉnh lại, có nhiều mảnh nguyên thần hơn giúp cho bạn Trương đủ sức khỏe để mở được hai con mắt ra, chứ bữa giờ toàn thấy ngủ như heo, không chết không thương tổn mà chẳng chịu tỉnh lại gì hết bạn trương mở mắt là con hệ thống nó nhảy múa tung trời tung đất luôn yêu papa lắm thường papa lắm nhưng papa chẳng biết mày là con nào hết cũng không nhìn thấy mày không nghe thấy mày như một thói quen bạn trương vừa tỉnh giấc là đi tìm lâm phàm luôn nhìn thấy lâm phàm rồi nhưng mà hơi hú hồn một chút bởi vì đột nhiên cảm thấy mặt của lâm phàm to quá to như cái mâm vậy bành con ngươi nhìn thêm mấy lần còn cảm giác to hơn cả cái mâm nữa nhìn chắn lâm phàm lão trương chuyển góc nhìn xuống hai bàn tay của mình sao nó bé xíu thế này thiếu ngón thừa móng lạ lùng quá lâm phàm ơi sos lão trương tiếp tục quay qua quay lại soi mói thêm vài chỗ nữa trên chính cơ thể của mình và lần nào cũng chấn động tâm hồn cái này cái kia là gì cũng chẳng biết nữa càng không biết bản thân đã biến thành con gì nhưng mà biết bay quá đã luôn bay liền mấy vòng quanh cổ của lâm phàm không chỉ là bay mà còn rát kim tuyến bờ linh bờ linh nữa cơ thấy lạ quá thấy cũng sợ mà thôi cũng kệ trầm cảm chưa tới một giây nữa mà đúng là bạn trương có nhận thấy cơ thể hơi khác lạ mà cũng chẳng sao người điên nên không lo lắng được lâu Lão Trương lạc quan chúa, dẫu có biến thành run nhiều lông cũng không vấn đề gì, thậm chí còn vừa cười tít cả mắt, vừa đạp đạp bộ neo lên mặt của Lâm Phàm, gọi hắn mau mau tỉnh lại để xem cơ thể mới của mình, biết bay luôn đó nha. Bạn Trương cứ díu dít, hết gọi tên rồi lại đạp chỗ này đâm chỗ nọ, dí mắt dí mũi vào Lâm Phàm, bất tỉnh cũng không yên nữa. Hắn vừa mở mắt, đã đập luôn vào mặt hai con mắt to tròn long lanh của lão Trương, giật mình lắm đấy, nhìn mặt đơ thế thôi, ăng ten trên đầu dựng thẳng đứng luôn nè bạn trương chắc là cũng không nhớ gì đâu tương tưởng như người điên vậy à quên bạn trương là người điên thật mà bộ trưởng bộ lạc quan luôn lão trương lượn lờ mấy vòng trước mặt lâm phàm vênh mặt hét mũi đúng đúng ta là lão trương lâm phàm ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi heo cũng không ngủ bằng ngươi đâu nói mà không biết xấu hổ luôn á chẳng biết đứa nào mới ngủ như heo may mà lâm phàm cũng không để bụng thời gian đâu mà để bụng nữa chứ hắn quá là happy khi thấy được bạn trương tỉnh lại chẳng những tỉnh mà còn khỏe mạnh tràn đầy năng lượng nãy giờ bay qua bay lại chóng hết cả mặt, vừa bay vừa rêu dao, mau nhìn cơ thể mới của ta, biết bay nhá, biết bay luôn đó nhá. Trời ơi đỉnh nóc kịch trần tới bến tới bờ, Lâm Phàm thả liền hai like cho bạn luôn, ngầu quá xá ngầu, bồn cầu cũng không sánh kịp. Thả like xong hắn quay lại trạng thái mặt đơ, rồi hỏi thử xem lão Trương có biến lại thành người được không. Ý là giờ cũng khỏe rồi á, lão Trương cũng thấy mình khỏe lắm, nhưng mà biến thành người hình như hơi khó, có cố gắng rồi mà không có thay đổi. Lão Trương đơ cái mặt ra luôn mà, đang ngáy vui mà bạn thân hỏi quả quê quá,